xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu món cá cho hai chú mèo của mình ăn. Đây là món cá rán và một số thức ăn cho monkey Sam. Thì bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Đấy, mình phải để lửa. Để chế độ nhiệt độ là 160 độ, 1600 độ C. Rồi. Đây là chai dầu ăn. Mình sẽ cho dầu ăn vào đây. Cho dầu ăn cho nó sôi lên. Cho nhiều dầu ăn vào nhá. Thì mình sẽ đợi dầu ăn sôi lên. Cho dầu ăn già đi, nhưng mà cho cá vào thì sẽ rán sẽ nhanh hơn, nó không bị cháy cá. Không biết là ngoài kia. Đây mình thể thử xem nào. Mẹ ơi, thế không có lúc nào để con xuống ở đây à? Mẹ bảo con im lặng mà để mẹ làm việc mà. Đúng được. Không, mà là lúc mà không có lúc nào để con xuống ở đây à? Không có gì cả. Còn bây giờ mai nói chuyện thì thầy vào hôm nhá. Đấy. À, bắt đầu dầu sôi này. Đấy. Thì sáng nay mình ở đi chợ và mua được một ít cá rất là tươi. Cá này gọi là cá gì, cá nục. Cá nục này thì cá nó cũng vừa thực tí thôi. Thôi dầu sôi rồi thì mình phải cho. Phải mặn, nước mặn đấy, thấy chưa? Phải không, không nói chuyện nữa nào. Con mèo mình nhìn thấy cá là thấy rất là sung sướng rồi. Đấy, mình sợ nó bắn lắm. Mình sẽ từ từ cho cá vào. Thank you.
của măng ken nhiều thế. Ủa, măng kia đó kia măng ken nhiều chưa? Cho con ở đây, con đang ở đây như vàng á. Nó bắn cho đấy đấy, bỏ ngủ chân đấy. Sắp xin rồi nhá. Để đảo cá lên xem nào. Cảm giác như thế, vất vả đấy. Ngon. Ngon. Ngon quá. Ngon. Cơm nắm luôn. Cơm lừng. Nó sẽ thế nào? Nào đánh thế nào? À, xem phản ứng của hai con mèo và con khỉ này như thế nào. Ừ, con khỉ này bóng chưa? Đánh con mèo đấy. Ngắn đi. Nghỉ ngơi chứ.
Đùa nó không thích.